bạn. Xin chào những người mà đang dùng Nokia Lumia. Thật là buồn với những ai đang xài Lumia 520, 525 và 526. Mình cũng là một trong những người buồn như vậy. Sau khi downgrade từ Windows 10 về Windows 8.1 thì máy của mình đã thành cục gạch. Màn hình chỉ có màu đỏ và chỉ có cái logo của Nokia như thế này. Đây là cái máy của mình mà mình để chụp lại bằng cái máy khác. Chính xác nó chỉ có chữ Nokia và màn hình đỏ lè này, chứ không thể làm được cái gì khác. Mình đã hơi buồn buồn, không buồn lắm vì nó giá cũng hơi bị rẻ, giờ còn có hơn 1 triệu rồi. Nhưng mà sau một buổi tối mày mò và tìm cách khắc phục thì hiện tại con Nokia Lumia 525 của mình đã trở lại trạng thái bình thường và có thể sử dụng tất cả các tính năng như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách làm như thế nào để nó có thể khôi phục những tính năng như thế. Đầu tiên thì mình xin đưa ra một số cái gọi là cái yếu tố khiến cái máy của mình nó bị hành cục gạch như thế này. Là chính vì mình up lên Win 10, sau đó mình lại thấy nó chậm quá, nó lag và có một số cái tính năng người tắt được như là 3G không tắt được, nó cứ trình tiền. Gọi điện thì ai gọi thì mình nghe chứ mình không thể bấm gọi cho người khác được vì nó không hiện số để mình gọi, không vào được setting để tắt một số chức năng khác. Chính vậy mà mình muốn quay lại Windows 8 thì mình mới xài cái tool này. Tool này là Windows Phone Recovery Tool. Chính xác mình xài cái tool này. Mình xài tool này thì mình máy nó báo là tải khoảng 1GB cái file cài đặt, và sau khi cài đặt thì nó hiện như thế này. Nhưng nó chỉ cài đến đoạn này thôi, tự nhiên nó mất kết nối, rồi cái máy của mình nó trở thành cục gạch vậy ạ. Và mất kết nối máy mình trở thành cái này luôn đó. Thì cũng hơi buồn, thế là mình mới quyết định là tìm cách khác. Mình cài cái này Nokia Caresui, cái bản mới nhất. Mình cài luôn, mình cài cái bản này. Sau đó mình lên mạng, mình tìm và mình tải được cái bản ROM, cái bản ROM gốc của Việt Nam cho Nokia Lumia 525. Thì nó có gồm 13 file. Thì đoạn đầu ấy nó có một số cái khoảng 10 ký tự trước đó là cái chữ gì mình nhớ, chữ và số. Thì các bạn nhớ là khi tải về ấy, thì nó có 13 file này, số 13. Tổng dung lượng nó vào khoảng, mình là dùng cái bản Việt Nam đây, hơn 1.4 tỷ bit. Thì các bạn, mình đang xài cái bản này là 3085 50000 1425 001 0001 bản dưới theo, bản này cho khu vực Việt Nam. Thì các bạn lưu ý là tải về thì nhớ đổi cái tên nó thành cái này, chính xác cái tên như cái hình của mình đang trình diễn này, và đưa nó về cái folder này và ổ C program Nokia Packet Products. Lúc đầu ấy, thì bạn vào đây này, nó không có cái folder Products này đâu. Các bạn cứ chuột phải và tạo một cái folder đây và đặt tên là folder Products. Sau đó thì đây, cái chuột phải chọn new folder, đổi tên thành Products. Sau đó thì tạo một trong đấy, tạo một cái folder cũng như vậy, RM998. Copy toàn bộ những cái file, 13 cái file mà bạn tải về, tải trên mạng, bạn lấy ở đâu cũng được,
bán ở Việt Nam được, bán nước ngoài cũng được, miễn sao là cái bản này là bạn có thể dùng được trên máy Nokia 525, và nhớ là mã của nó là RM998, bạn tải ở đâu cũng được, rất nhiều trang có, Tinh Tế cũng có, mà Windows Phone Việt cũng có, bạn có thể lấy đó bạn tải về. Tải về cho bạn nhớ cái đường dẫn này, hạ nó vào đây, nhớ đổi tên giống như những cái file mà mình đã đổi được. Sai một cái là không được nha, sai một cái là khi chạy nó sẽ báo lỗi. Bạn cái bước này bạn làm xong rồi thì bắt đầu đến bước cực kỳ quan trọng, đó là các bạn tắt hết toàn bộ kết nối, tắt internet, tắt wifi, tắt hết, tắt sạch luôn. Không để một cái gì kết nối cả. Sorry. Tắt hết. Thì tại vì mình đã làm xong rồi nên mình không có tắt. Mình chỉ đang ví dụ thôi. Các bạn tắt tất cả kết nối này, bỏ cái con chuột mà bạn đang dùng, con chuột ngoài ấy. Chỉ dùng cái con chuột ở trên máy sẵn có thôi, con chuột cái tạp tạp ấy. Hoặc là tốt nhất là bạn dùng tablet ấy, tablet Windows ấy. Thì dùng cái đó, nếu mà máy có thể tháo được ổ DVD thì tháo luôn, không cho cái gì kết nối vào hết. Chuẩn bị lấy các kết nối giữa máy tính và điện thoại, sau đó thì bạn mở cái chương trình vừa cài vào Nokia Casual, cái bản mới nhất này, mở lên, mở cái lên, mở lên thì kích vào đây, 1 2 3 4 cái gì kích hạt ra này. Chờ mình tí, mình xem ngay được chưa. Đang upload. Tắt này luôn. Mở lên thì bạn chọn Work Offline. Các bạn chọn file Open Product ngõ 998 ha. Chọn Open. Nhớ là cái này là no connection. Các bạn khi vào đây thì các bạn kết nối điện thoại vào, nhưng mà cái điện thoại của bạn thì phải rút thẻ nhớ lên nhé. Tháo thẻ nhớ ra rồi mở cái điện thoại lên, nó lại có cái thành cục gạch màu đỏ với lại cái chữ Nokia đó. Thế nó cắm kết nối vào, cắm cáp vào, kết nối nó với máy tính, nhưng mà chọn cái này là no connection. Sau đấy các bạn vào cái chuột phải vào đây, chọn recovery. Thì tại vì mình up rồi nên thế là nó hiện sẵn ở đây, còn của bạn ấy lần đầu không có thì bạn x và update list thì nó sẽ hiển thị cho bạn cái bản ROM bạn vừa mới đưa vào trong cái ổ C đó. Đây này, đây là cái đường link ổ C, đây là bản ROM chính này. Thì các bạn nhìn đây, cái này có nghĩa là dịch cái tiếng Việt ấy, cái đoạn này là đó là chú ý tắt tất cả các kết nối giữa các nói chung là tắt tất cả những cái kết nối khác cho cái máy của bạn, và lựa chọn là no connection, kết nối USB với cái phone chết, cái điện thoại mà đã bị hỏng ấy, để khôi phục nó. Thì ngay trong cái bản Nokia Casui này nó cũng đã có một cái chức năng như vậy rồi. Mình thì không phải là chuyên viên hay là máy tính hay là gì cả, mình chỉ học tài chính ra, nhưng mà khoái mày mò mấy cái trò này. Thì các bạn vào đây, các bạn kích vào Start, kích vào cái này, này. Thì khi bạn kích vào cái này, nó sẽ báo lên một số cái báo lỗi rất là nhiều.
Đầu tiên là nó bảo bạn là đây, có cái nó sẽ báo này, bạn làm là bấm cái nút volume down và cái nút nút nguồn, giữ nó thật lâu vào, sau là giữ nó cho khi cảm thấy nó rung á, cái điện thoại nó rung lên đấy, đó, cảm thấy rung lên thì kích vào cái nút này, recharge. Nhưng mà nói thật là máy của mình nó chết rồi thì làm sao mà mình bấm được mấy cái nút này nhỉ? Cái cắm nguồn mà nó đỏ quạt lên như vậy rồi không bấm nổi đâu. Các bạn kệ nó, các bạn cứ bấm vào recharge này cho mình. Bấm vào recharge ấy, thì nó sẽ lên một cái, nó là fixing partition. Nó giống như cái hình này này, cái hình này là cái hình của mình đã làm rồi và làm được. Thì để trước khi nó lên được cái flashing này thì nó là cái status này, nó là fixing partition. Và cái fixing này khi bạn chạy ấy, thì cái máy của bạn nó sẽ, điện thoại bạn nó sẽ như thế này. Lúc đầu là nó chỉ có một đoạn này thôi, cái lần một fixing ấy, xong nó báo lỗi. Nó báo lỗi là cái gì mình không nhớ rõ, nhưng mà lúc thì lỗi là 0x0003 0003 hoặc là 0x0001 0001 hoặc là nó báo là cái file cài đặt quá lớn là FFU file to large, nó báo như vậy đó. Nhưng các bạn đừng có lo, mục đích là bây giờ là cài lại được OS là nó thôi, chứ thực ra là theo mình nghĩ trong cái quá trình mà nó giảm từ Windows 10 về Windows 8 ấy, thì cái bản cài đặt của mình là nó bị lỗi. Nó bị lỗi là vì mất kết nối nên nó không thể hoàn tất được cái việc cài đặt Windows 8.1 trên máy này nữa. Nên nếu là cái máy của mình nó mới thành cái cục này, nên giống như máy tính vậy thôi, đang cài mà cúp điện cúp nguồn thì thôi nó lỗi luôn, thì lại phải cài lại từ đâu đấy. Thì nó lỗi thì nó chỉ hiện mỗi cái này thôi. Mình nghĩ nó không phải chết main gì đâu, nếu chết main thì máy của mình đã không sống lại. Thì cái fixing partition ấy, nó đang giống như kiểu là format lại cái cái ổ đĩa cứng của cái máy điện thoại vậy đó. Trước khi nó cài đặt vào thì nó phải format đi, mà lần một lần mỗi lần format được một tí thôi mà. Các bạn cứ làm một lần, nó báo lỗi gì thì nó cứ bấm ok để làm đi làm lại, đừng có dứt, đừng có thao cái kết nối giữa máy tính và điện thoại này nữa, cứ để như vậy. Và cứ mình đã phải làm như vậy đến 20 mấy lần ấy, thì nó mới xong. Cái lần này là lần thứ 20 đây, mình cố nó báo lỗi tiếp, mình lại cứ chạy lại lần sau nó chạy qua được cái này. Nó chạy là fixing partition xong thì đợi khoảng 3 phút hay 5 phút rồi đấy, nó sẽ chạy đến cái này, nó chạy đến cái này là cái flashing ROM. Cái này là nó cài ROM vào, cài ROM vào máy điện thoại của mình, và cài ROM vào thì máy nó cũng lên tình trạng này luôn, nó bắt đầu nó chạy. Nhưng mà cái này chỉ chạy một lần là xong, khó nhất là cái fixing này. Nó chạy rào phát khoảng 6 phút rồi chạy xong báo thế này. Đây, chạy hồi 6 phút xong báo thế này, và chờ một tí xong, cái này nó xong, bạn bấm close, xong máy của bạn bình thường, nó lại như thế. Hy vọng là các bạn cũng sẽ cứu được cái máy của mình. Để mình ghi cái thông tin liên lạc, bạn nào ở Sài Gòn mà cần mình giúp đỡ hoặc là sợ nó bị sao thì liên hệ trực tiếp với mình qua cái video này, qua cái bạn này, hoặc là gặp trực tiếp mình hay ở Hồ Công Rùa thứ bảy chủ nhật, thì mang máy mình xử lý em có được không, chứ mình cũng không chịu trách nhiệm nếu nó bị sao nha. Chờ mình chút. Chờ mình một chút, mình đi email thôi, có gì thì gọi vào mình qua cái số 01, cái số điện thoại mình nào mình quên. Chào 012, chờ mình 1 phút nhé.
mới mua cái số điện thoại quên mất rồi. Thôi xin tôi cứ comment qua cái file video này đi, comment trên YouTube ấy. Có gì mình sẽ trả lời ngay trên đấy. Chúc các bạn may mắn.